Đây là một buổi diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không của các học viên chuẩn bị ra trường của Học viện Phòng không Không quân với sự tham gia của hơn 600 cán bộ chiến sĩ, giảng viên và học viên kịch bản giả định là máy bay địch đột nhập theo đường không vào khu vực tác chiến của ta các chiến sĩ sẽ phải thực hiện công tác trinh sát nắm bắt tình hình đưa ra kế hoạch tác chiến để bắn hạ mục tiêu yêu cầu đặt ra là các chiến sĩ phải nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu bảo vệ trận địa và an toàn tuyệt đối đây là một trong những hoạt động diễn tập bắn đạn thật được học viện phòng không không quân tổ chức thường niên để đảm bảo các chiến sĩ trẻ trước khi ra trường được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu tác chiến thực tế hiện nay những năm vừa qua thì việc tổ chức diễn tập của học viện đã có nhiều đổi mới mang tính đột phá kể cả về quy mô hình thức và phương pháp tiến hành theo hướng sát thực tế hơn trước đây chúng tôi tổ chức mỗi một năm là năm cái cuộc diễn tập nhỏ nhận thức cái, cái, vị trí vai trò và cái yêu cầu thực tế ra làm chiến đấu thì chúng tôi đã từng bước tích hợp và tổng hợp ba năm lại đây thì học viện và Hồng quân đã tổ chức chỉ thành hai cuộc diễn tập lớn đó là cuộc diễn tập cho đối tượng cán bộ đào tạo cấp trung đoàn sư đoàn và đối tượng đào tạo học viên và phòng không quân cấp phần đội có thực binh cơ động bắn là thật tại trường bắn quốc gia tuyển 1. Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, các học viên đều đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Để có được kết quả như vậy là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện cả về lý thuyết lẫn thực hành của các học viên và giảng viên của Trường Học viện Phòng không không quân. Bên cạnh những buổi học lý thuyết, các chiến sĩ trẻ còn được trải nghiệm những lớp học mô phỏng với những công nghệ hiện đại nhất nhằm tái hiện các tình huống tác chiến sát với thực tế, qua đó nâng cao khả năng nhận biết tình huống, kỹ thuật tác chiến. Học viên sẽ bắt đầu chuyển từ cái việc nhận thức các cái kiến thức mà giáo viên trang bị từ các cái con số, từ các cái công thức từ các cái câu chữ để đưa tất cả lên cái màn màn ảnh như thế này. Khi mà học viên bước vào trong cái phòng học này, tất cả nó mô phỏng hết trên hình ảnh. Học viên vào là phải vận dụng tất cả các cái kiến thức mà mình đã được trang bị để vào thực tế, ấn nút, bắn, tất cả nó được trả lời trên cái cái thang điểm của học viên. Cho nên là học viên sẽ được rèn luyện về tâm lý, sẽ được củng cố về mặt kiến thức và sẽ được hiện thực hóa tất cả các kiến thức của mình học sau những buổi học gian luyện trong lớp học mô phỏng cũng như diễn tập bắn đạn thật trên trường bắn các học viên của học viện phòng không không quân sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm chỉ huy điều hành chiến đấu và tác chiến sát với thực tiễn và hướng phát triển của chiến tranh hiện đại